Dạ vâng, xin chào tất cả quý cô chú anh chị ha. Thì hôm nay em xin giới thiệu thêm đến quý cô chú anh chị một căn nhà, một trệt, một lầu cô chú anh chị. Đây, căn nhà tọa lạc ở xã Thới Tâm Thôn, huyện Hóc Môn nha cô chú anh chị. Thì căn nhà này cách chợ Ba Bầu, chợ Bắp chỉ có tầm khoảng là hơn 500 mét thôi cô chú anh chị ha. Đường trước nhà đây cô chú anh chị, đường trước nhà đường bê tông xi măng ha, đường này đường 3 mét, đường thông cô chú anh chị nha. Cách tù ký đi ra tù ký tầm khoảng 200 mét thôi cô chú anh chị, đường là thông qua đây ha. Khu dân cư rất là đông đúc rồi cô chú anh chị. Thì căn nhà này căn nhà giá cực kỳ rẻ luôn, mà nhà này có sổ hồng riêng, nhà dưới 2 tỷ rồi cô chú anh chị nè. Nhà sổ hồng riêng cô chú anh chị, hiện tại chủ cũng đang cần tiền và muốn bán nhanh nên đã hạ giá xuống còn là 1 tỷ 750 triệu cô chú anh chị, bất lập cho chú anh chị nha. Nào mình coi mà có số tiền ít mình mua nhà sổ hồng riêng thì chọn những căn nhà này hợp lý nhất, bởi vì giờ nhà môn nhà sổ hồng riêng kiếm tầm khoảng dưới 2 tỷ rất là khó luôn cô chú anh chị, ít có căn nào mà dưới 2 tỷ lắm. Nhà dưới 2 tỷ được toàn là nhà vi bằng không thôi, còn căn này là nhà sổ hồng riêng. Cô chú anh chị nào muốn pháp lý an toàn thì mua nhà này. Căn này cũng được của ngân hàng hỗ trợ vay của chú anh chị tầm khoảng hỗ trợ vay thì ít thôi, khoảng 4 đến 500 triệu thôi cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị mình quan sát căn nhà, nhà thì nói chung vẫn đơn giản cô chú anh chị. Căn nhà này thì mua thì về sửa lại, sửa chữa quắt sơn lại tầm khoảng 3 40 triệu là ok cô chú anh chị. Cái toilet nó bị bóng đèn nó bị cháy nên là chủ chưa cũng không 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 ở nên cũng không thay. Cô chú anh chị nào về mình mua mình thay ha. Ở đây là lên trần tên của chú anh chị ha. Ở trên này thì nó có một cái phòng ngủ, đang có một cái phòng ngủ riêng, và ở phía ngoài phía này thì cũng có mở thêm một cái phòng ngủ nữa của chú anh chị. Ở trên này này có thể làm hai cái phòng ngủ, đây là phòng ngủ của chú anh chị ha. Nhà thì cũng đơn giản thôi. Cái này có thể làm thêm một phòng ngủ nữa của chú anh chị, không gian này, hoặc là của chú anh chị nào có thể là thờ, làm bàn thờ cũng ngon. Đây là trước mình có một cái sân, cái ban công ha. Mình muốn cái nhà nó rộng thì mình có thể là sửa lại, không không chừa ban công, hoặc là chừa ban công một luồng nhỏ thôi, làm cái phòng ngủ thêm phòng ngủ nó lớn hơn. Thì căn này có diện tích là ngang 4, dài 7 mét cô chú anh chị ha. Chỗ hồng công nhận là cũng 26 hay 7 mét vuông rồi. Muốn công nhận hết rồi ha, ít lộ giới thôi. Cô chú anh chị nào mình có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình, mua ở hay mua kinh doanh đều được cô chú anh chị ha. Số điện thoại trên màn hình là 0898028417, em dẫn mình xem nhà. Theo dõi video thì cô chú anh chị mình cũng đừng quên bỏ chút thời gian đăng ký kênh ha cô chú anh chị, nhấn chuông, nhấn like, chia sẻ để ủng hộ cô chú anh chị ha, ủng hộ kênh. Có động lực làm những cái video mà nhà giá rẻ, hoặc giá rẻ Hóc Môn cho cô chú anh chị, hoặc quận 2 cô chú anh chị mình tham khảo để mua ở kinh doanh ha. Bây giờ em cũng có nhận ký gửi nhà ở khu vực Sài Gòn của chú anh chị, khu vực phía Tây ha, như là quận 12 Hóc Môn, Bình Chánh rồi, quận Long An. Cô chú anh chị mình có nhu cầu thì liên hệ em sớm mình dẫn xin nhà. Vâng, em xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã theo dõi thông tin. Xin hẹn và chào, hẹn gặp lại sản phẩm tiếp theo.